Đây là cái clip phần 2 của mình. Mình có làm rồi và mình có đăng trên kênh đó mọi người. Do là mình đăng lộn thời gian cho nên là clip này nó nằm ở cuối. Mọi người có thể tìm clip này và xem nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh vlog của mình nha. Và như mọi người có thể thấy cái tiêu đề á, thì mọi người cũng biết là hôm nay mình sẽ chia sẻ về điều gì rồi đúng không? Thật sự là clip này mình làm ra để mình chia sẻ cho mọi người và cho những ai mà có cùng đam mê với mình á, để mọi người có nhiều cái thông tin hơn. Thì thật sự là mình mới biết luôn á, chứ hồi xưa mình lên mạng mình tìm hiểu, mình muốn mua là mình cũng đã lên mạng mình tìm hiểu rồi. Nhưng mà thật sự là mình chưa thấy những cái thông tin này, bây giờ thì mình mới biết luôn. Như mọi người cũng biết á, là mình đã mua một cái con Google 10. Mình mua hồi đó là giá là 12 triệu 800 ngàn. Mình mua ở ở trên thành phố á, rồi người ta chuyển về cho mình. Thì hồi lúc đó là mình cũng đâu có biết đâu, mình tưởng đâu là dòng Google quay ngon, mà thật sự là nó quay ngon thiệt, tại vì nó quay nét lắm mọi người. Và khi mà mọi người đi đi xe máy á, mọi người quay á, những đoạn vlog đồ á, thì mình rồi chèn nhạc này kia vô thì mình thấy là rất là thú vị luôn. Mình cũng đam mê về điều đó, tại vì mình cũng thích đi đó đây á. Cái mình đâu có biết đâu, lúc đó là đam mê quá rồi, cái mình mua. Mà mình cũng tìm hiểu rồi, mình thấy khá là nhiều người xài luôn, cho nên là mình cũng an tâm. Thì mình mua đâu đó là hồi tháng 3 năm trước, tới bây giờ là cũng còn một tháng nữa là sẽ hết một năm á mọi người, và hết bảo hành á. Thì mình mua con Google á, mình sử dụng mình quay thì theo mình nhớ là mình sử dụng mình quay tầm chắc hơn mười mấy lần thôi, cũng còn khá mới luôn, mà mình cưng dữ lắm mọi người, không có để cho nó rớt hay là không có để nhúng nước gì trơn á. Mình quay một chút xong rồi mình lại bỏ vào hộp thôi. Thì như hồi đợt Tết á, là mình có không sử dụng nó tầm một một tháng luôn á, tầm không một tháng mình đã rút pin ra rồi. Mình đã rút pin ra rồi nha mọi người, chứ không có để trong máy nha. Tại vì người ta nói là nếu mà để trong máy thì pin nó sẽ chạm nhiều á, cho nên là mình rút ra pin xong rồi mình để máy vô hộp đàng hoàng, để pin một qua một bên rồi mình cắt. Rồi mới đây là mình đã có gắn pin lại để mình xài, thì mình bất ngờ luôn mọi người. Tại vì mình kiểu như là bỏ pin vô giờ mình bật lên nó không có lên nữa. Để mình cho mọi người coi cái clip này, clip mình có quay. Mình đã sạc đầy ngay shop, nó vẫn còn 80%. Đó, mình bấm lên hoài luôn mà không lên. Không lên luôn. Đó, nó không lên luôn. Giờ mình tháo ra cục pin nè. Cục pin vẫn bình thường nha, không bị phồng, không bị gì hết. Con Google của mình thì không có rớt, không có gì hết, chỉ là mình không có sử dụng tầm 20 ngày thôi. Đó. Nó sắp. Nó không có lên nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểu như mình sẽ lấy cái cục cục sạc của nó nè, cổng dây sạc của nó nè. Dây sạc của nó. Rồi mình sẽ gắn vô cái cục pin dự phòng nha. Nè, cục pin dự phòng mình cắm vô để mình thử mình quay qua. Mình vẫn thấy là không có lên luôn nè, đang đang mở nguồn nè. Rồi, mình bấm nha. Nó không có lên luôn sếp ơi. Đó. Nó không có lên luôn. Mình không biết là nó bị gì luôn hết. Nó không có lên. Lâu lâu á, nếu mà lâu lâu cái cắm vô lâu lâu vậy đó, cái lâu lâu cái nó mới lên được một lần, còn bình thường thì nó không lên. Mọi người có thể thấy á, cái tình trạng mình gặp phải là khi mà mình bỏ pin vào con Google của mình bật nút nguồn lên thì bây giờ nó không có lên nguồn nữa. Thậm chí là mình đã cắm sạc rồi, mình dùng pin á, pin dự phòng á,
để mà mình có thể mình gắn trực tiếp vô con Google để mình quay luôn. Thì bình thường mà nếu con Google bình thường á, cắm vô mọi người quay phà phà luôn nha, nó vẫn bình thường, và quay thậm chí là quay còn lâu còn ngon hơn là mọi người gắn pin của Google vô máy nữa. Thì bây giờ gắn vô nó cũng không có lên nữa. Rồi mình á cắm sạc vô luôn, cắm sạc pin cho nó luôn, thì ở ngay chỗ cái đèn báo tín hiệu á nó không có lên nữa mọi người, nó không có lên nguồn. Thì nếu mà hên hên á, nếu mà làm lâu hên hên một tí nó sẽ lên nguồn nha, nhưng mà tầm một tiếng tiếng mấy nữa thì nó sẽ lại bị như vậy. Thì mình có liên lạc đến chỗ mua á, liên lạc tới chỗ mua á, thì người ta kêu mình gửi để mà người ta bảo hành cho mình, nhưng mà mình lại cái chi nhánh gần á để mình gửi á. Thì mới hồi hôm hôm kia á, mình có lên Cần Thơ và mình gửi lại cho shop để shop có thể gửi tới hãng. Và nhờ như thế thì mình mới biết được một chuyện mọi người ơi, là cái người nhân viên nói với mình á mà mình quên quay lại để cho mọi người coi. Thì cái người nhân viên nói với mình á là con Google này nè, bây giờ á là người ta sẽ gửi ra hãng, người ta sẽ gửi qua bên hãng á, con Google của mình á người ta sẽ gửi qua hãng nha, xong rồi để cho hãng kiểm tra, người ta kiểm tra coi có máy có bị vô nước hay không. Nếu mà không vô á thì người ta sẽ đổi cho mình cái máy mới, mà máy là chỉ một cái thân máy thôi nha, không phải là nguyên siêu nguyên kiện, nhưng mà người ta nói là máy mới 100%. Thì mình thấy cũng ok, mình thấy chắc là tại vì cái máy mình nó bị hư, chắc là do nhà sản xuất, tại vì mình cưng dữ lắm, mình đâu có cho nhúng nước hay là gớt bể gì đâu. Mình đồng ý, nhưng mà mình cũng sợ là có khi người ta đổi máy cũ cho mình á, và mình nói thì cái anh nhân viên có tư vấn cho mình á là người ta nói con Google á một khi mở ra là nó không có con ốc gì chứ, mở ra là chấp nhận là mở vậy luôn chứ gắn lại không có được, cho nên là kêu mình đừng có sợ là hàng hàng cũ. Thì đồng nghĩa với một điều là anh nói là Google ở đây miền Nam là không có ai sửa hết trơn á, chỉ có ở ngoài miền Bắc có một hai người thôi, mà anh nói với mình là Google mà nó hư á là chấp nhận bỏ chứ không có sửa. Tại vì nếu mà mọi người xài mà hết bảo hành á là mọi người phải đi sửa, sửa thì vẫn được nha, nhưng mà cái linh kiện đồ nó cũng hiếm á, rồi cái chi phí nó cũng hơi cao á mọi người, sửa thà mua máy mới hơn. Mà mình nói mình suy nghĩ lại, mình bỏ mười mấy triệu để mình mua một cái máy mà mình quay không được nhiều luôn á, hiện tại là mình đang dùng điện thoại để mình quay nè, mình thấy là xài điện thoại quay nó ok hơn Google luôn á. Google nó chỉ được cái là nhỏ gọn thôi, rồi quay thì mọi người có thể chỉnh được nhiều chế độ thì mình đồng ý, rồi quay 4K 5K nó nét hơn là cái quay điện thoại nha. Nhưng mà đổi lại việc là mọi người tải cái video mình vô cái ứng dụng á cũng hơi lâu, nhưng mà chỉ điều đó thôi, còn lại nó cũng có khá nhiều nhược điểm luôn. Mà bây giờ thì mình biết người ta nói như thế thì mình suy nghĩ là nếu mà cho thời gian có thể quay lại á, thì mình sẽ không mua con Google, mình sẽ dùng cái số tiền đó để mình bù lại, mình mua một cái điện thoại xịn hơn để mà mình có thể mình quay vlog được ngon hơn. Điện thoại này vừa quay, nếu mà mọi người mua một cái điện thoại xịn xịn tí đi như iPhone đầu này kia thì mọi người vừa quay camera cũng đẹp lắm chứ bộ, xong rồi mọi người có thể chỉnh sửa trên điện thoại luôn để đăng lên YouTube luôn, nó khá là tiện. Còn Google này nè, mọi người phải mua cái thẻ, mọi người mua con Google xong mọi người phải mua cái thẻ nhớ nữa, xong rồi mua pin nữa, một cục pin nó quay được có nhiêu đâu, mà Google nó rất là nóng luôn mọi người, quay chút xíu tùy theo cái độ phân giải mọi người quay nữa. Xong rồi cái nếu mà mọi người quay ở một chỗ á thì mình đảm bảo mọi người là quay tầm 7 8 phút hoặc là 10 phút nó đã bắt đầu nó nóng rồi nha. Nếu mà quay thêm lâu nữa thì mọi người cầm lên tay là nóng luôn á, xong rồi nó sẽ bị báo quá nhiệt và nó sẽ tự động tắt luôn. Lúc đó thì pin mọi người sẽ thấy là nó tuột xuống mau dữ lắm luôn á. Mà cái giá thành phụ kiện của nó cũng khá là cao, một cục pin của nó là tầm 500 mấy á mọi người, pin chính hãng nha. Rồi xong rồi khi mà mọi người người quay á, mọi người không có thể nào mà gắn cái mic giống như mình đây được, như điện thoại là mọi người mua một cái mic rẻ giống như mình mọi người gắn vào thì đã sử dụng được, còn con Google á mọi người phải cần mua cái Media Mode mọi người mới có thể gắn cái mic mình vô được. Mà Media Mode xong rồi mọi người phải mua một cái mic nữa. Mình thấy ai xài Google thì người ta cũng dùng cái mic mà cũng hơi mắc mắc một tí, tầm 5 600 đổ lên, hoặc có khi khi triệu mấy, mình thấy là vậy. Mọi người thấy không?
tốn nhiều lắm rồi, phụ kiện này kia nữa, chứ không phải là chỉ nhiêu pin rồi thẻ nhớ đâu, nó nhiều cái lắm. Rồi xong rồi khi mà hư á là mọi người kiếm chỗ sửa rất là khó luôn, kiếm chỗ sửa rất là khó luôn, nó không phải như điện thoại. Hồi đó mình cũng tưởng đâu là nếu mà hư á thì dễ sửa giống như điện thoại, chỉ cần đem đi sửa là ok thôi, nhưng mà không, Google là nó kiểu nó khó sửa lắm mọi người. Và do là cái phụ kiện, cái linh kiện của nó khó tìm á, cho nên là nó rất là đắt luôn. Giờ mà thí dụ mọi người có một con Google hư á, mọi người chỉ bán là người ta mua cái xác thôi, để người ta lấy cái linh kiện đó người ta thay vô, người ta sửa vô cái máy khác thôi, kiểu như thế. Giờ ở miền Nam mình cũng không biết chỗ nào để sửa luôn nữa. Mà cái anh nhân viên nói với mình á là bên Google á nó rất là dễ, nó sẽ cho đổi thôi, nhưng mà đổi cũng khá là lâu, tầm 1 2 tháng, có khi 3 tháng nó mới cho đổi. Thì bây giờ mình lỡ mình phóng theo lao rồi, mình đâu có thể nào được, mình chấp nhận thôi, mình phải đợi người ta xử lý cho mình. Nếu mà đổi được con mới lần này á là mình sẽ xài tiền luôn mọi người, xài quay hoài luôn, để mà nó có thể nó xứng đáng đồng tiền của mình. Chứ mà mình bỏ ra gần 13 triệu mà mình quay được mới có hơn 10 lần à, mà giờ nó đã bị hư rồi. Cũng mà hên nha, hên là mình còn 1 tháng bảo hành á, chứ thôi là tiêu đó. Rồi mình có hỏi anh nhân viên á là khi mà mình nhận được cái con mới này nè, con Google mới cho đổi này nè, thì mình có được bảo hành không? Thì anh nhân viên nói là không nha, tại vì người ta chỉ bảo hành mình 1 năm thôi, và hết 1 năm đó thì xem như con đó là nó hư, là mình phải bỏ tiền để mình sửa đó. Mà mọi người cũng biết rồi, khi mà sửa thì nó đâu còn ngon giống như là zin đâu, nó không còn ngon nữa, nó cũng sẽ bị trục trặc này kia. Có khi mình không biết là cái linh kiện nó có tốt không, kiểu như thế. Chỉ có linh kiện cũ thôi, tại vì người ta mua mấy cái máy máy cũ, mấy cái xác cũ để mà người ta lấy linh kiện người ta thay vào đó, thì mọi người thấy khá là chát. Cho nên là mình khuyên những ai á, những ai mà đang có đam mê làm vlog hay là gì đó, thì mọi người nên mua cái điện thoại đi, mình khuyên thật sự. Cái Google đó, nó cũng khó xài lắm mọi người, tinh chỉnh này kia nào nữa mới quay đẹp được. Còn nếu mà quay bình thường á là mình thấy nó cũng không có đẹp bằng điện thoại đâu. Như cái điện thoại mình chỉ cần bấm nút quay thôi, đúng không, chọn cái độ phân giải thôi, mình bấm nút quay và mình nói chuyện thoải mái nè. Cái điện thoại mình thì cũng không có xịn lắm nha, chỉ là một cái điện thoại Samsung bình thường thôi, nhưng mà mình thấy là cái chất lượng quay là ok rồi. Mọi người chỉ cần mua một cái điện thoại xịn thôi, có thể quay được 4K là ok. Xong rồi mọi người mua thêm một cái gimbal chống rung nữa là mình thấy là quay được rồi đó, không cần chi mà Google. Xong rồi điện thoại mà có hư cũng dễ sửa hơn nữa. Mà điện thoại á, nó cũng có thể nó giúp cho mình vừa xài được lướt mạng này kia nè, rồi nhắn tin gọi điện được, rồi vừa quay phim được, rồi xong edit video được luôn, thấy khá là tiện. Còn con Google bỏ ra thì chỉ để quay clip thôi, mà quay ngắn nữa, chứ đâu được quay dài đâu, quay dài nó nóng lắm, với pin đâu mà chịu nổi được. Thấy mình lỡ mình mua rồi, giờ mình cũng không biết sao. Đây là những cái chia sẻ của mình thôi, mong sẽ hữu ích đối với mọi người. Thật sự là cũng hên xui lắm mọi người, đồ điện tử mà mình thấy có nhiều người á, nhiều anh em đồ á là người ta xài Google, mình thấy xài mà tới cái vỏ nó te tua luôn mà nó không hư nữa, thiệt luôn. Còn còn hên xui thôi, đồ điện tử mà, như cái của mình là nó cũng xui thôi, mình không thể trách được. Cái này chủ yếu là mình chia sẻ cho những ai mà mới bắt đầu á, hoặc là có đam mê á. Còn ai mà thí dụ có tài chính nhiều, xong rồi có đam nếu mà tài chính nhiều thì cần chi nói nữa mọi người, tại vì cứ mua thôi, nó cũng khó hư lắm. Nói chung mấy cái đồ này cũng hên xui lắm, đâu có phải nào mà nó hư hoài đâu. Nhưng mà cái này mình chia sẻ thật lòng, có sao mình chia sẻ vậy để cho mọi người có thêm cái hiểu biết hơn. Lòng cái này là mình chia sẻ thật lòng, để mà mình mong là nó sẽ giúp ích được cho một số anh chị và các bạn. Thật sự thì Google mình thấy mình đưa ra những cái ưu điểm và khuyết điểm cho mọi người người nghe nè, mình tổng hợp lại nha. Nói về ưu điểm á thì nó nhỏ gọn nè, do là nó nhỏ gọn, mọi người khi mà đi du lịch hay là đi quay á, mọi người bỏ vô túi cũng được nữa, không có cồng kềnh cho lắm. Xong rồi nhờ nó nhỏ gọn á, mọi người có thể cầm trong lòng bàn tay vậy nè,
mọi người đưa lên, mọi người quay thì cũng đỡ ngại hơn, tại mới bắt đầu làm mà đương nhiên ai cũng sẽ ngại thôi, cầm máy quay quay giữa đông người thì ngại lắm mọi người, mình cũng vậy nè. Rồi cái thứ hai á, là nó có nhiều cái chế độ quay, rồi nhiều độ phân giải, nó có thể quay được 5K nữa, quay cũng đẹp lắm mọi người, nhiều tính năng nữa, ghi hình trước 30 giây nữa này kia đồ nữa, nó cũng tiện mà cái hình quay quay của nó là cũng đẹp lắm á, cái chất lượng video của nó cũng đẹp đó. Rồi mọi người có thể dùng nó để quay dưới nước này kia nữa, thật sự là quay dưới nước nữa, rồi sáng tạo nội dung này kia cũng dễ hơn, rồi gắn lên xe cộ này kia nữa. Thì cái điện thoại á, không bao giờ mà mọi người gắn lên điện lên xe mà quay ngon bằng con Google đâu, tại vì Google nó là một chiếc camera, nó sinh ra để làm camera hành trình mà, camera hành động mà. Google thì mọi người thấy không, những ai mà xe đạp leo núi này kia đâu á, người ta thường gắn Google lên cái mũ người ta nè để người ta quay, nó chống sốc, nó có độ bền cao. Còn cái điện thoại mà mọi người gắn vô đó đó, mọi người quay á, là mình bảo đảm là chắc cũng hên xui lắm á, tại vì nó đa tính năng mà, nó đâu có nghiêng về cái camera đâu, cho nên nó rung rung nhiều chắc mình nghĩ là nó cũng sẽ tổn đến camera của mình, của điện thoại. Rồi cái thứ ba để mình xem coi, nó cũng góp phần nó làm cho mình khi mà mọi người cầm nó lên á, mọi người sẽ có cảm giác thích thích, tại vì cái cộng đồng chơi Google cũng nhiều lắm mọi người, nó có thể đi du lịch đồ, nó giúp phần giúp cho mọi người ghi lại được những cái khoảnh khắc đẹp, những cái chuyến hành trình, như là chuyến hành trình đâu đó, những cái tình huống nào ở trên trên đường á, đâu phải là lúc nào mọi người cũng cầm cái điện thoại để mọi người quay được đâu, móc ra thì nó cũng khá là lâu, đang chạy xe nữa, tốc độ cao này kia. Còn con Google mọi người chỉ cần nhấn một nút thôi là nó quay liền đó, cái đó đó. Còn và cái đó thôi mọi người. Và còn cái nhược điểm của nó là nó nóng, quay nóng lắm, rồi mọi người không được quay được lâu, mọi người phải mua pin này kia nữa, pin nhiều mới quay được lâu nha, hoặc là mọi người cắm vô sạc dự phòng để quay. Xong rồi cái thứ hai là cái phụ kiện nó khá là đắt luôn, như pin là 500 mấy một cục, rồi mắc mua cái media mode thì mọi người mới gắn mic được, cái âm thanh mới được tốt, cái âm thanh của mình mới được tốt được mọi người. Xong rồi cái nếu mà lỡ trục trặc hư hao gì á thì mọi người nếu mà ai xài lâu thì sẽ biết chỗ sửa, còn nếu mà những ai mà mới xài mới giống như mình thì không biết gửi đâu luôn, thật sự không biết gửi, nó mà hết bảo hành một cái là xem như tiêu. Cái thứ ba nữa là sao đây, mình suy nghĩ coi. Cái thứ ba là nó cũng có thể nó rớt giá thiệt, mua mọi người chỉ để quay thôi, ai mà mình thấy giờ Google, hồi xưa mình tưởng đâu Google giữ giá chứ giờ mình thấy cũng rớt giá lắm mọi người. Mình mua nói thật, mình mua 12 triệu 8 mà sau khi mua mình thấy vài tháng nó tụt xuống còn 11 triệu mấy. Mà giờ Google 10 mà Google cũ á là mình thấy người ta bán có nơi là bán 8 triệu, 8 triệu rưỡi. Mà còn ngon mà mình không biết cái nó ngon không, mình thấy chụp ảnh trên nhóm, hội nhóm này kia rồi á, nó cũng rớt lắm. Mà nếu mà ai có kênh lớn này kia đồ á, có thể kiếm tiền được từ nó thì mình không nói gì, còn những ai mà chỉ muốn mua để lưu giữ được cái khoảnh khắc này kia đồ á thì nó phí lắm mọi người, thật sự phí. Mua một cái điện thoại có thể chụp ảnh quay phim đồ rồi để xài luôn thì mình thấy ok hơn, điện thoại quay vlog phà luôn mọi người. Điện thoại thì nó phục vụ cho mình nhiều thứ hơn, còn con Google thì mình thấy là ưu điểm của nó chỉ quay thôi, còn chụp thì mình thấy cũng bình thường, chụp thì cũng được thôi. Rồi, đó là những điều mà mình muốn chia sẻ đến mọi người. Mình hy vọng là clip này của mình sẽ hữu ích đối với mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Và hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.